Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách úp lại cái ROM bài út cho cái máy. Nó có máy main của Asus, nó có sử dụng cái phần USB boot flashback. Cái này nó có một cái chức năng là nó có một cái phím USB flashback, có nghĩa là nó có tên như sau này. USB FL HD, có nghĩa là USB flashback ấy. Trong đó nó có cái cổng USB 3.0, cổng màu đỏ kia nó có đính kèm là USB flashback 3.0 đấy. Cái đầu tiên các bạn tải cái file ROM từ trang chủ về đấy. Các bạn chuẩn bị một cái USB nhé. USB thì mình đã chuẩn bị, mình cắm vào đây. Đây cổng USB mình định dạng ở mục FT32. Đây FTA hoặc là FT32 thì nó sẽ chạy được trên nền BIOS, còn NTFS là không nha. Các bạn chọn mặc định như này. Đó, FT32 cho nó chắc đi. ROM BIOS. Bây giờ bật lên này. Các bạn đánh cái tên ROM, mình phải tải cái tên ROM từ trang chủ của hãng về. Nhưng mà đây này. Mình tải ROM. Đây nha. Mình vào hãng trang chủ của nó. Vào phần support. Sau đó tiến hành vào phần driver tool này. Tiếp theo chúng ta tích vào đây. Nó có bản driver trong Windows 10 rồi các bạn. Các bạn bấm vào cái phần BIOS này. Phần OZER này. Đấy. Bấm vào phần OZER BIOS này. Boot bếp mùng 16 tháng 9 năm 2013. Mùng 6 tháng 9 năm 2013. Các bạn bấm vào đây. Nó sẽ đau về. Đấy. Sau khi đau về xong thì ta sẽ tiến hành như sau. Nếu chụp phải chọn là úp chắc nào. Đây là BIOS mới nhất là 2105. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái file này như sau. Đây này các bạn này. Tải về. Sau đó chúng ta rename. Sau đó chúng ta sẽ tải BIOS rename qua USB. Ví dụ như ở đây chẳng, ví dụ như ở một số máy ở đây chẳng. Đấy, mình sẽ thử xem ở đây nha. Xem họ rename ở đây như nào. Họ bảo kích vào đường link này để rename. Sau đó chúng ta sẽ giải nén vào rename và thư mục mà các bạn giải nén đó. Có nghĩa là cái file lúc nãy mình ấy, các bạn chú ý này. Đây này. Đây này. Tiếp tục này, giải nén cái phần mềm BIOS rename vừa tải về, copy toàn bộ cái thư mục giải nén kia và chạy chiếc file này vừa copy vào chuẩn USB flashback, USB boot flashback, nhưng mà phải chuẩn của nó. Chạy file copy vào này, đâu nhỉ? Copy hai file này, file rename này. Đây này, copy vào này. Copy một file rồi, sau đó chạy cái file này, sau đó nhấn enter. Đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi file ROM này. Đổi file ROM có nghĩa là cái file ROM, ví dụ như tôi là P8Z77-M Pro. Thì mình sẽ đổi thành Asus P8Z77-M. Đây nha, đổi thành như thế này. Paste vào. Ok. Sau đó đây là bước này mình đã thực hiện rồi này các bạn. Có nghĩa là mình sẽ chuẩn bị một USB ở định dạng FT32, sau đó copy cái file BIOS và đổi tên đó, tìm đúng cái cổng USB ở phía sau này. Bây giờ mình sẽ tiến hành thoát ra này, copy vào này. Thoát ra này. Chú ý này, mọi người chú ý này. Tránh này. Cái này nó ví dụ như máy tính mình bây giờ nó hiện đang không lên rồi nhé. Đây, ra này.
các bạn ví dụ đây này, thì cái cổng USB đằng sau nó ở đâu? Đây này. Các bạn thấy cái cổng của nó, cổng nào có chữ flashback chưa các bạn? Đây cái cổng ở bên kia đấy các bạn. Ví cho mình này. Có màu đỏ ghê. Mình nhiều cổng quá. Đây. Cổng màu đỏ các bạn thấy chưa? Các bạn chắc là các bạn chưa nhìn thấy thôi nhỉ. Mình lùi vào cho các bạn nhìn thấy này. Đấy, các bạn xem ở cổng ở dưới này này. Để ý chưa? Thấy chưa? Thấy hai cổng này chưa? Hai cổng này chưa? Thấy cổng này chưa? Đấy, hai cổng này là USB boot USB BIOS flashback, USB BIOS flashback. Đây này, nhìn rõ này. Đấy, USB BIOS có cắm vào đây. Hai cổng này cũng là cắm vào cũng được, nó sử dụng được USB và sử dụng được được ghi dữ liệu và nó có chức năng USB boot flashback nha. Cắm vào này. Bây giờ ta sẽ tiến hành như sau này. Tắt máy này. Xem cái đèn ở đây này. Đèn ở cái main và đèn cái ổ cứng ở dưới này. Đây này, tắt chưa này. Bật lại này. Bật lại ok này. Bây giờ ta sẽ tiến hành nhấn cái chữ BIOS này ở trong vòng 5 giây nhá. À, trong vòng 3 giây xin lỗi các bạn. Này, mình nhấn trong vòng 3 giây này. Chú ý này. Đây nhá, USB flashback khởi động các bạn các giây. Đây này. Đấy. Sau đó thả các bạn xem nó nháy chưa. Đấy, nó nháy đây. Nó nháy chưa? Nó đang sáng các bạn. Nếu mà nó đang sáng như thế này, các bạn nhấn vào xong 5 giây sau đó nó đang sáng. Sáng đều như thế này là úp bị lỗi, nó không thành công. Các bạn làm lại nhá. Nhưng mà mình khuyến cáo với các bạn phải có cái main chuẩn, main cấu hình cao như máy của mình cơ mới chạy được. Bây giờ các bạn bật thử em. Nó không chạy được này. Bây giờ các bạn úp lại này. Đấy, mình đã nói lỗi mà. Nhấn vào này. 5 giây này. Vẫn không được các bạn. Mình tắt đi nha. Mình mở lại cái đèn power này, APU này. Bật lại này. Bật lại này, sau đó mình sẽ tiến hành này. Thế là nó không có thành công các bạn ạ. Thì các bạn làm lại nhé. Mình chuyển sang cổng bên ngoài này nè. Sau đó tiếp tục nhấn vào. Nó tiếp tục nháy. Vẫn không thành công các bạn. À, một điểm lưu ý với các bạn nữa này. Các bạn cần phải cắm một cái điện dự phòng. Bật cái điện dự phòng lên này. Mình sẽ bật cái điện dự phòng này lên này. APU. Và chúng ta sẽ tiến hành bật lại nào.
ok này, nó tiến hành đăng nạp này các bạn. Xem cái đèn nó báo này, nó sẽ nháy này, càng lúc càng nhanh này. Đấy, nó đăng nạp vào này. Các bạn lưu ý là không, lần này không đổi file ROM của nó nhá. Đấy, nó vẫn đang tiếp tục nháy này. Casio xem chú ý cái đèn trên nó nháy không đây. Đây này, nó đang nháy này. Ở trên nó cũng đang nháy này, đây này. Các bạn cắm điện xong, xong bật cái nguồn EPU này tiết kiệm năng lượng bật lên để cho nó có nguồn chờ. Có nghĩa là nguồn, có nguồn dự phòng để cung cấp cho main. Nó sẽ càng ngày càng nháy nhanh khi hoàn tất. Ok, hoàn thành như thế các bạn. Bây giờ các bạn có thể rút USB vào thưởng thức thôi. Test nha. Ok. Đấy, khi quá trình úp hoàn thành thì các bạn bật lên này. Nó sẽ chạy. Nó sẽ đặt tại BIOS này. Nó tự động chạy lại này. Đấy. Nó sẽ tự động ép xuống lên này. Vào hệ thống này. Ở đây chính là hệ thống BIOS của chúng ta. Đây là BIOS được update lại mới. Được update lại mới này. Được update lại mới, chúng ta có thể vào cài đặt lại hệ thống. Ở phần Advanced này. Và phần AI này. Chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Cái ở phần dưới này thì mình để mặc định. Còn ở phần này, đây là 5 tăng minh control này thì các bạn có thể chỉnh ở thực số này. 11 11 11 và 28. Ở đây các bạn có thể chỉnh 2 cho mình. Ở phần phần bot logo display mình để full. Logo thường để tầm 0 giây. Mình không cho nó. Và mình sẽ vào đây để tắt chế độ CPU fan step đi. Các bạn bấm vào cái chữ áp dụng này. Đấy, sau đó khởi động nó sẽ không bot vào cái kia. Ở phần các bạn bot vào kính mắt cho mình. Ủa, ý là gì? Lưu lại này, nó sẽ lưu lại BIOS này, chờ vài giây nó khởi động. Nó sẽ khởi động lên, chờ vào đợi vài giây vào Windows, nó đã khởi động thành công. Can chờ một tí, nó đã chỉnh lại hệ thống. Đấy, nó đã khởi động cho lần khởi động đầu tiên. Ok, máy đã khởi động thành công. Hello, chào các bạn, rất vui.
được gặp lại với các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề.